Tăng luôn thèm một chuyến đi khi ở nhà. Bạn luôn có ý muốn quay về khi đang trên đường rong ruổi. Mì ba mì tôm chua cay lấy nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Ngay từ cuốn sách đầu tiên thì mình đã cảm thấy khá là hồi hộp. Vì câu trích dẫn thực sự rất là mơ hồ, cho nên mình đã phải suy nghĩ khá là kỹ càng trước khi quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng. Dạ, em xin được trả lời cuốn sách mà đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang đọc, có tên là Trên đường rong ruổi của tác giả Phạm Công Luận. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2014 do Phương Nam Book phát hành. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 20 giờ từ ngày 21 tháng 11.